ăn xì mũ chỉ không hết khi bà con dùng không đúng cách mà thôi. Nếu bà con dùng đúng cách, không những có thể triệt tiêu được nước thân xì mũ mà còn khiến cây phát triển tốt hơn. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đó chính là Mentasil 500 dạng nước. Đây là loại sản phẩm với các hoạt chất Mentasil có nồng độ cao nên có thể tiêu diệt được nấm bệnh. Mentasil được cây trồng hấp thụ rất là nhanh, hạn chế bị rửa trôi trong môi trường ẩm ướt hoặc mưa. Vì là dạng nước nên có thể thẩm thấu vào cây một cách nhanh chóng. Đặc biệt, Mentasil dạng nước có đặc điểm là nếu đã nhiễm vào mô thực vật bên trong thì hiệu quả sử dụng vẫn rất tốt. Có thể kết hợp phun trực tiếp lên vết bệnh hoặc phun tàn cây để thuốc nhanh thẩm thấu và tiêu diệt nấm bệnh nhanh nhất. Ta có hai cách sử dụng như sau. Một là ta phun trên cây một chai Mentasil có khối lượng là 400ml và con pha được 2 phi. Cách hai là ta bôi trực tiếp lên bệnh của cây, tùy vào mức độ bệnh của cây mà ta bôi nhiều hay ít. Bà con muốn mua hàng gọi theo số hotline để được tư vấn. Khi có bất kỳ vấn đề thắc mắc khi chăm sóc trái sầu riêng, quý nhà vườn hãy gọi về số hotline 0776 755 793 để được đội ngũ kỹ sư nông học giàu kinh nghiệm sẽ tận tình tư vấn và hỗ trợ quý bà con. Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đi đến tận vườn để xem bệnh và hỗ trợ quý bà con. Ngoài ra, quý bà con có thể truy cập vào website kỹ sư huy nguyễn.vn để được thêm nhiều kiến thức hay và kiến thức hữu ích hơn nhé.